Tiếp tục về một cặp 4.2 series 2, về một cặp thôi. Đây là trong lô lẫn vào thì một đôi nó đẹp thì thôi lại lấy. Vẫn như clip trước thôi thì với cặp 4.2 series 2 bây giờ giá nó rất là cao. Giá nó rất là cao rồi, do đó thì thực sự là nếu mà gọi là để tư vấn thì em sẽ tư vấn cho các bác lấy những cái dòng khác. Những cái dòng mà ví dụ như là các bác mà chơi những cái dòng như là 301 series 2 hoặc là 301 series 4 thì nó vẫn hợp lý hơn nhiều đó, các bác hình dung ạ. Thì đây là cặp 4.2 series 2 vừa rồi em có quay cho các bác đấy, rất là đẹp. Tuy nhiên thì bây giờ giá nó đắt, coi như có thể gọi là gấp đôi những cái cặp series 2 rồi. Người nhà thì em sẽ tư vấn lấy series 2. À, lấy hai em đấy luôn. Còn đương nhiên cái này thì tiếng nó rất là hay. Nếu mà dòng treo thì nó là đầu bảng rồi. Nó và 301 C3 bây giờ được nâng giá lên rất là nhiều. Rồi, chỉ vậy thôi. Đây là một cặp loa hát hay, nghe nhạc cũng rất là ổn. Xin chân thành cảm ơn các bác.